các bạn có thể like và subscribe kênh của mình để làm những cái clip nhiều hơn. Chúc các bạn luôn thành công và luôn đam mê âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc quê hương dân tộc Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tập đi Nam.